Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một thủ đoạn vô cùng tinh vi của tội phạm kinh tế, đó là rửa tiền. Sau khi xem xong, bạn sẽ biết được rửa tiền là gì cũng như các thủ đoạn rửa tiền phổ biến của các cá nhân tổ chức phạm tội. Để tôi lấy cho bạn một ví dụ về rửa tiền. Ví dụ thứ nhất, bạn có một đống tiền bị bẩn do rơi xuống bùn, bạn dùng Omo rửa đi, thì đó chính là rửa tiền, nhưng là rửa tiền theo nghĩa đen mà thôi. Ví dụ thứ hai, bạn cũng có một đống tiền bị bẩn, nhưng là bẩn trong ngoặc kép, bẩn do kiếm được từ các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, vũ khí, khủng bố, mại dâm, bán hàng giả hoặc hàng ăn cắp, hàng lậu. Tiền đó sẽ không thể lưu thông để tránh làm lộ các hoạt động phi pháp, nên các cá nhân, tổ chức phải tạo cho chúng tính hợp pháp thông qua hoạt động rửa tiền. Như vậy, theo khoản 1, điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Vậy có những thủ đoạn nào để rửa tiền? Sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số phương thức rửa tiền phổ biến nhất. Thứ nhất, chia nhỏ tiền ra. Nếu bạn sử dụng một số tiền lớn theo nhiều cách khác nhau, một phần gửi vào ngân hàng A, một phần gửi vào ngân hàng B, một phần đầu tư chứng khoán, một phần mua vàng, một phần mua đô, vân vân và vân vân. Việc chia nhỏ khoản tiền ra như vậy sẽ tránh được sự nghi ngờ của cơ quan pháp luật. 2. Mua tài sản cho người thân đứng tên. Vậy thì khi có người hỏi đến, bạn có thể bảo rằng tài sản đó không thuộc về mình mà thuộc về người thân. 3. Thành lập doanh nghiệp sân sau. Doanh nghiệp đó hoạt động diễn ra bình thường hoặc không thường xuyên bởi bạn không quan tâm đến lợi nhuận mà quan tâm đến báo cáo tài chính. Trong đó, bạn sẽ xào nấu báo cáo tài chính để hợp pháp hóa tiền bẩn. Lợi nhuận ảo cuối cùng sẽ chảy về túi của bạn. 4. Chuyển tiền ra nước ngoài. Khi chuyển tiền ra nước ngoài thành công, thì bạn có thể sử dụng các phương thức rửa tiền đã nói ở trên để hợp pháp hóa số tiền đó. Hoặc bên nhận tiền ở nước ngoài có thể chuyển ngược về Việt Nam bằng con đường chính thống để bạn nhận lại tiền với danh nghĩa người thân. Trên đây là một số phương thức rửa tiền phổ biến, nhưng hoạt động này ngày càng tinh vi, rất khó để kiểm soát. Vì vậy, mỗi người phải biết nhận thức và tố cáo các hành vi trái pháp luật này để tạo nên một xã hội trong sạch. Còn bây giờ, chúng ta đã kết thúc bài 8 rửa tiền. Hẹn gặp lại các bạn trong bài 9.